Yo yo yo, chào mừng tất cả quý vị khán giả, các bạn đã đến với kênh YouTube Hiên Phạm Official. Và ngày hôm nay Hiên sẽ quay cho mọi người một cái clip tự làm món sữa gạo Hàn Quốc. Tại vì Hiên rất là thích cái món sữa gạo Hàn Quốc từ rất là lâu rồi, mà mỗi lần uống là uống cái chai bự vậy luôn à. Nên Hiên không biết là khi mà mình thử làm món sữa gạo Hàn Quốc đó ở nhà thì như thế nào nha. Mùa dịch Covid này nữa, rảnh quá mà. Thì đầu tiên Hiên đã xuống dưới siêu thị tiện ích ở dưới mua sữa đặc và sữa tươi không đường, bởi vì có đường nó rất là mập. Bây giờ chúng ta hãy theo chân Hiên vào bếp nhé. Và để làm ra được món sữa gạo Hàn Quốc thì chúng ta cần có những nguyên liệu như sau. Đầu tiên đó là gạo Hàn Quốc, sữa tươi không đường, 500ml nước suối, đường và sữa đặc. Chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi nha. Yeah! Và đầu tiên chúng ta phải rửa gạo thật sạch với nước, cho sạch những bụi bẩn tạp chất để khi chúng ta rang lên thì sẽ hợp vệ sinh và đảm bảo sức khỏe. Và sau khi chúng ta đã rửa gạo thật sạch với nước rồi á, chúng ta hãy để cho hạt gạo thật khô lại tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó chúng ta hãy rang gạo này lên và rang cho tới khi nào hạt gạo này chín đều và có màu vàng nhé. Rồi thôi, dặn nhỏ lại, nóng quá. Đấy, các bạn thấy những làn khói bốc lên từ hạt gạo chưa? Trời ơi, Hiên ước gì hả, có ai ở đây mà có thể ngửi được cái mùi này. À, thơm quá. Đấy, chúng ta phải đảo lên vậy nè, đó, nhìn cho giống hả, đầu bếp thượng hạng. Nè, chúng ta lại rang tiếp cho tới khi hạt gạo chín đều nha mọi người. Thật ra thì tùy vào loại gạo mà các bạn chọn để nấu thì khi nấu lên sữa gạo sẽ ngon và thơm hơn rất nhiều. Còn đây á, là Hiên chọn gạo Hàn Quốc luôn. Nấu sữa gạo Hàn Quốc thì phải chọn gạo Hàn Quốc chứ đúng không? Yeah, và bước tiếp theo thì chúng ta hãy đổ nước lọc vào và đun sôi lên. Sau khi nước sôi lên thì các bạn hãy nhớ là khuấy đều tay để cho hạt gạo được chín đều nha mọi người. Yeah, và sau đó chúng ta hãy cho sữa đặc vào và khuấy đều. Và tùy vào các bạn nào thích uống ngọt hay không á, thì các bạn có thể cho nhiều hoặc ít tùy các bạn. Còn Hiên á, thì Hiên cho hơi nhiều tại vì Hiên rất là thích ngọt. Và sau đó chúng ta hãy tắt bếp và để trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Công đoạn này là để cho sữa đặc được ngấm vào hạt gạo hoàn toàn. Và khi hạt gạo nở ra ngấm vào sữa sẽ rất là ngon. Và 1 tiếng sau, và các bạn có thể thấy là hạt gạo đã nở ra và sữa đã ngấm hết vào gạo. Các bạn hãy bật bếp lên lại và đảo đều tay nhé. Không biết mấy bạn thấy sao chứ tôi thấy ngon quá, tôi muốn lấy cái muỗng tôi múc một cái quá. Và bước tiếp theo, các bạn hãy cho sữa tươi vào. Còn đường thì Hiên nghĩ sẽ không cần lắm, tại vì Hiên cảm nhận là đã ngọt rồi. Đấy, các bạn cho sữa tươi vào và khuấy đều tay. Vô, và sau khi mà để cho sữa nguội rồi á, thì bây giờ đến lúc mà Hiên sẽ đổ cái hỗn hợp có sữa nè, có gạo nè và có đường nữa ra ngoài đây để lọc đi hết, để mình dắt tất cả những cái chất dinh dưỡng trong cái sữa gạo này. Cuối cùng thì Hiên cũng hoàn thành xong ly sữa gạo của mình rồi. Đây, đây là ly sữa gạo. Mặc dù cảm giác là quay hơi cực một tí xíu, nhưng mà khi mà thấy cái thành phẩm của mình như vậy thì cũng rất là vui. Chỉ là không biết là nó ngon như là ở đóng chai không thôi. Mà đặc biệt nha, cái sữa gạo này là Hiên làm bằng gạo Hàn Quốc luôn. Đó, sữa Việt Nam. Thôi, không còn chờ được nữa, Hiên sẽ thử nha. Ngon lắm mọi người ơi, ly sữa gạo này nó thơm cái mùi gạo mà khi mà mình rang lên, rồi cộng thêm cái mùi sữa nữa, thì khi mà hả nó chắc lọc lại hết tất cả một cái nồi như vậy thì còn như đây. Đây là tất cả những cái gì tinh túy nhất từ chiều tới giờ, từ đầu đến tới giờ. Ừ.
ngon quá. Và nếu như mà các bạn không muốn làm sữa đậu trắng thì các bạn có thể làm sữa đậu lứt, uống cũng rất là ngon và đặc biệt là giảm cân nữa. Yeah. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video clip của Him ngày hôm nay. Và nếu như mà các bạn muốn thử thách Him bất kỳ một điều gì đó, hoặc là muốn Him chia sẻ thêm về cách nấu ăn nào, hoặc là pha thức uống như thế này nữa, thì các bạn hãy comment ở phía dưới nha. Và các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh channel YouTube của Him để đón chờ những clip mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhấn follow nhé.